hôm nay CNC 3DS giới thiệu với các bạn cái mạch Palalet MK2 40 và 90. Thì trên tay tôi đang là cái mạch MK2 90. Đây là XYZ ABC và UVVK. Đấy, mạch này thì có hỗ trợ tay cầm và đây là chỗ cắm tay quay. Đấy. Mạch MK2 của CNC 3DS cung cấp thì cũng hỗ trợ cái khả năng là khe cắm thẻ nhớ, chạy chương trình bằng thẻ nhớ. Thì ở đây chúng tôi đã set up sẵn một cái mạch MK2 40. Đấy, đã có sẵn chương trình trong thẻ nhớ và cắm sẵn tay cầm cũng như là tay quay. Đây là tay cầm, đây là tay quay. Đấy, và mạch này được test với một cái động cơ bước size 86 chạy với driver là DMA 860H. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái tay cầm này trước. Đây, tôi đã kết nối sẵn mạch với trục Z. Thì giờ ta có thể bấm vào đây để điều khiển trục Z. Đấy, các nút bấm tương tự A, X và Y này là để điều khiển trục XY và trục A. Đấy, chỗ này thì chúng ta có thể thay đổi tốc độ của động cơ khi mà chúng ta chạy chế độ drop. Sẽ thử khi bạn này, các bạn có thể thấy là nó sẽ chậm lại. Đấy. Còn đây là tay quay thì tôi có thể là các bạn bấm vào đây và tôi đang điều khiển trục Z. Với tay cầm này thì các bạn có thể chạy trực tiếp chương trình trong thẻ nhớ. Tôi đã nạp sẵn vào đây rồi. Đấy. Tôi đã nạp sẵn chương trình. Chúng ta có thể dừng chạy chương trình. Đấy. Chạy trực tiếp bằng thẻ nhớ cũng như là chạy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.